Thưa quý vị, nhắc đến Ấn Độ, quốc gia Nam Á, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến ô nhiễm môi trường. Và có một điều đặc biệt là lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 25 tháng 3 để chống lại sự lây lan của Covid-19 đã mang đến một tác dụng không ngờ đối với đất nước đông dân thứ hai thế giới, đó là giảm ô nhiễm không khí. Nước này trước đó liên tục nằm trong top các quốc gia có chất lượng không khí xấu nhất thế giới, thậm chí có thể quan sát được bằng mắt thường tại thủ đô New Delhi. Thế nhưng sau khi lệnh phong tỏa được nới lỏng, khói bụi đã trở lại và tiếp tục là một ám ảnh đối với người dân cũng như du khách bên cạnh Covid-19. Hôm thứ Ba 13 tháng 10, chất lượng không khí ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ xuống mức rất xấu, mức thấp nhất kể từ hồi tháng 2. Bầu trời dường như chuyển sang màu cam nhạt vì khói bụi dày đặc. Không khí đã thay đổi hoàn toàn so với thời kỳ phong tỏa. Chúng ta nên giảm lượng xe riêng và khuyến khích dùng phương tiện công cộng. Nó sẽ gây ra vấn đề về đường thở. Hiện nhiều người đang mắc bệnh và ô nhiễm sẽ khiến họ yếu đi. Bên cạnh nguyên nhân đốt rơm rạ chuẩn bị cho vụ mùa mới, mùa đông và hình thái thời tiết nhiều gió đã làm gia tăng phân tử bụi trong không khí. Các chuyên gia cảnh báo, việc tăng mức độ ô nhiễm sẽ khiến các bệnh nhân COVID-19 gặp nguy hiểm. Nhiều người cho biết cảm thấy khó thở. Ô nhiễm từ lâu đã là vấn đề nghiêm trọng ở thủ đô của Ấn Độ, khiến người dân dễ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp, đau mắt và các bệnh truyền nhiễm trên da.